Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới. Ban biên tập luôn luôn cập nhật những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Tin Mới với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị, thời gian gần đây, con người đang phải hứng chịu những tác động khủng khiếp của biến đổi khí hậu. Trong khi Việt Nam và nhiều quốc gia đang kinh qua những đợt nắng nóng cháy da, cháy thịt, thì tại Trung Quốc, quốc gia này đang phải trải qua bão lũ nghiêm trọng dẫn tới ngập lụt ở các thành phố, sạt lở đất ở vùng nông thôn khi đợt mưa mùa hè đầu tiên đạt đỉnh điểm. Đường phố ngập nước trong khi nhiều ô tô và một ngôi nhà bị cuốn trôi ở ít nhất hai huyện thuộc tỉnh Quý Châu, phía Tây Nam Trung Quốc ngày Chủ nhật. Theo những video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, lượng mưa ở một số khu vực là lớn nhất trong vòng 60 năm qua. Tại Quảng Tây, 5 người dân thiệt mạng khi ngôi nhà bị mưa lũ lớn cuốn trôi. Các vụ sạt lở đất, sập đường cũng đã được ghi nhận trong đợt mưa lũ này ở Trung Quốc. Theo dự báo thời tiết, trong những ngày đầu tuần này, mưa lớn sẽ kéo dài ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy và Chiết Giang, cũng như ở Quảng Tây khi đợt mưa nước thuyền rồng đạt đến. Ở miền Nam Trung Quốc, những tuần trước và sau dịp Tết Đoan Ngọ đầu tháng này thường có mưa và thời tiết bất ổn do không khí ấm và ẩm ở phía Nam va chạm với các khối không khí mát hơn ở phía Bắc. Những cơn mưa đầu mùa có cường độ lớn hơn và kéo dài hơn bình thường trong năm nay, với lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến ở mức cao nhất kể từ năm 1961. Theo cơ quan thời tiết địa phương Wang Weilu, chuyên gia tại weather.com.cn, một chi nhánh của cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết không khí lạnh và nóng hội tụ ở phía Nam Trung Quốc và hai luồng không khí đi vào thế bế tắc giằng co. Trung Quốc dễ bị lũ lụt trong mùa hè, nhưng gần đây trở nên dễ bị tổn thương hơn do nạn phá rừng, cải tạo đất ngập nước và tích trữ nước để sản xuất điện và tưới tiêu. Biến đổi khí hậu cũng được cho là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này. Tháng 7 năm 2021, hàng trăm người đã tử vong khi lũ lụt xảy ra ở Trịnh Châu, thành phố 12 triệu dân ở miền Trung Trung Quốc. Một số người mất mạng trong đường tàu điện ngầm ngập nước. Có thể thấy, đợt mưa kỷ lục trong vòng 60 năm ở Trung Quốc đã khiến nhiều vùng miền Nam Trung Quốc chìm trong lũ lụt, gây ra những tình huống nguy hiểm như ngập úng, sạt lở mái ta luy bên đường. Cuộc sống của hàng triệu người dân Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều nhà cửa, tài sản bị nước cuốn trôi, phải đi sơ tán. Trước những thiệt hại nặng nề, chính quyền Trung Quốc đang thúc đẩy nỗ lực cứu trợ khẩn cấp khi đường phố chìm trong nước, đường cao tốc bị cô lập và đất nông nghiệp bị ngập úng. Những ngày qua, Bắc Bộ và Trung Bộ đang phải hứng chịu các đợt nắng nóng gay gắt diện rộng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt người dân. Tại Trung Quốc, trong khi miền Bắc đang báo động nắng nóng, nhiều nơi nhiệt độ gần 40 độ C thì ở miền Nam lở đất, mưa lũ hoành hành dữ dội tại nhiều địa phương, mực nước tại một số con sông thậm chí là đã đạt kỷ lục cao nhất từ 60 đến 100 năm. Trong cuộc họp thường trực chính phủ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách để có thể bảo vệ tính mạng cho người dân. Do ảnh hưởng mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về, lưu lượng nước về hạ nguồn sông Bắc Giang, tỉnh Quảng Đông hôm thứ Năm đạt 20.000 mét khối trên giây, kỷ lục 100 năm qua. Tỉnh Quảng Đông kích hoạt cơ chế ứng phó mưa lũ cao nhất với gần 480.000 người bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế hơn 255 triệu đô la Mỹ. Lũ lụt tỉnh Quảng Đông dự báo sẽ vượt trận lũ lịch sử năm 1915, còn tại tỉnh Giang Tây thiệt hại hơn 70 triệu đô la Mỹ. Lưu vực sông Châu Giang qua các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến, hơn 100 con sông đều vượt mức báo động, có nơi mực nước vượt ngưỡng gần 10 mét. Từ tháng trước, miền Nam nước này đã trải qua 6 đợt mưa lớn trên diện rộng. Nhiều nơi như tỉnh Phúc Kiến, Quảng Tây, lượng mưa lên đến 621mm, cao nhất trong hơn 60 năm. Một trận lở đất vừa ập đến tại một ngôi làng ở thành phố Trùng Khánh khiến 5 người mất tích. Trước mắt, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phân bổ hàng trăm triệu đô la Mỹ cho công tác chống lũ khẩn cấp ở các tỉnh miền Nam. Cơ quan chức năng dự báo mưa lũ năm nay, hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện nhiều hơn. Chính phủ nước này chỉ đạo các địa phương hoàn thiện cơ chế cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản nhân dân. Thảm họa vỡ đập Bản Kiều ở Trung Quốc. Thưa quý vị, trận lũ vỡ đập lớn nhất trong lịch sử tại Trung Quốc, vỡ đập Bản Kiều, nó đã lấy đi sinh mạng có khoảng 230.000 người. Vào năm 1951, Trung Quốc bắt đầu cho xây dựng đập Bản Kiều để kiểm soát lũ và phát điện. Đây là một công trình rất lớn và công suất phát điện đã tới 18 GW.
tức gấp 7,5 lần nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, nhà máy thủy điện Sơn La của Việt Nam. Đập thủy điện này cũng tương đương với khoảng 30 nhà máy nhiệt điện Uông Bí, 26 lò phản ứng hạt nhân Chernobyl. Đây là nhà máy thủy điện rất lớn, chỉ kém một chút so với Tam Hiệp bây giờ. Hồ thủy điện này có dung tích chứa nước chứa trong hồ vào khoảng 492.000 mét khối. Mặc dù ban đầu con đập này xuất hiện một số vết nứt và một số lỗi xây dựng khác, nhưng nó đã nhanh chóng được vá lại dưới sự tư vấn của các kỹ sư Liên Xô. Đập Bàn Kiều được mệnh danh là con đập sắt không thể vỡ được. Có một chi tiết đáng chú ý góp phần vào sự cố không thể sửa chữa này, đó chính là sự tham gia góp ý của một chuyên gia trong hội đồng cố vấn. Đó là giáo sư Chen Xing, một trong những nhà thủy văn học hàng đầu của Trung Quốc. Ông đã tham gia thiết kế con đập. Ý tưởng của ông là phải có 12 cửa xả nước, nhưng những người khác lại gạt đi và nói chỉ cần 5 là đủ, và ông Chen đã bị loại khỏi dự án. 10 năm sau, khi nhận thấy con đập bắt đầu có vấn đề, giáo sư Chen đã được mời trở lại để giúp đỡ, nhưng nhanh chóng ông lại bị loại khỏi dự án lần thứ hai vì bất đồng quá nhiều quan điểm với những người khác. Vào tháng 8 năm 1975, một cơn bão khổng lồ đã xuất hiện với tên gọi siêu bão Nina sau khi tàn phá qua Đài Loan. Các chuyên gia đều dự đoán Nina sẽ tan ngay sau đó. Nào ngờ bão vẫn tiếp tục và chuyển hướng sang phía Bắc, vào địa phận tỉnh Hà Nam. Ở đây thì nó gặp khối không khí lạnh nên đã dừng chân lại và bắt đầu trút những cơn mưa dữ dội. Lượng nước mưa cao khủng khiếp lên tới 1.060mm, thế nên chẳng có gì khó hiểu khi tại thời điểm này, hơn 100 hồ chứa ở Hà Nam, Trung Quốc đều bị tràn ngập. Do dưới hạ lưu đã bị ngập nên Ban Quản lý Đập Bàn Kiều nhận được lệnh không xả nước quá nhiều. Tuy nhiên với lượng nước quá lớn lên tới 697 triệu mét khối, trong khi sức chứa chỉ có 492 triệu mét khối và cấu tạo con đập đã được báo động trước đó, thì ai cũng dự đoán được điều gì đã xảy ra. Theo một nhân chứng sống kể lại, vào lúc 1 giờ sáng ngày 8 tháng 8 năm 1975, mưa đã tạnh, bầu trời trong với những ngôi sao sáng, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Bỗng có một tiếng nổ long trời vang lên, kèm theo đó là một bức tường cao tới 10 mét lao tới vận tốc khoảng 15 mét trên giây. Trong tích tắc, 700 triệu mét khối nước lũ tràn xuống, xóa sổ ngay lập tức một xã. Nước lũ tiếp tục chảy xuôi xuống hạ lưu và phá tung 61 con đập ở phía dưới, tạo ra một dòng nước khủng khiếp với 10 tỷ mét khối. Cơn lũ kinh hoàng này đi qua đến đâu nó cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của nó, từ những ngôi nhà, xe cộ, lợn, gà, trâu, bò, tất cả mọi thứ và rất nhiều người cũng bị cuốn trôi theo dòng nước. Những ngày sau, một vùng đất có diện tích 10.000 km², tức rộng bằng tỉnh Quảng Nam của Việt Nam chúng ta đã bị chìm hoàn toàn trong biển nước. Sau khi nước rút, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra, hàng nghìn người nằm la liệt trong bùn đất. Theo số liệu của chính quyền Hà Nam, hồi cuối tháng 8 năm 1975, khoảng 85.600 người đã chết trong thảm họa trên. Tính luôn cả những người không phải cư dân bản địa, thế con số là khoảng 100.000 người. Trong khi đó, một chương trình của kênh Discovery vào năm 2005 đã chỉ ra con số thiệt mạng là 270.000 người. Ngoài ra, thì theo một báo cáo do 8 ủy viên chính hiệp của Trung Quốc công bố vào thập niên năm 1980, vụ vỡ đập Bàn Kiều khiến 100.000 người thiệt mạng do nước lũ nhấn chìm, cùng 130.000 người khác chết do dịch bệnh và nạn đói sau lũ. Sau khi thảm họa xảy ra, chính quyền Trung Quốc đã ngồi nhìn lại để rút ra những kinh nghiệm quý báu. Theo đó, thiết kế không đáp ứng tiêu chuẩn của đập Bàn Kiều như đã nói ở trên là nguyên nhân cơ bản. Bên cạnh đó, công tác dự báo của đài khí tượng cũng hạn chế khi họ chỉ dự báo lượng mưa có 100mm, thấp hơn 10 lần so với thực tế, khiến công tác phòng lũ không được triển khai kịp thời. Ngoài ra, thì hệ thống cảnh báo sớm và kế hoạch sơ tán cũng không được chuẩn bị dự phòng. Nếu có thì khi đập vỡ, những thương vong chắc chắn đã không tồi tệ như vậy. Đây là một bài học đắt giá cho Trung Quốc và tất cả các nước khác trên thế giới. Đôi khi chúng ta vì quá tham lam về lợi ích kinh tế mà quên đi hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra. Có thể đập Bàn Kiều vỡ sau 24 năm xây dựng là một bài học đến sớm, nhưng phá rừng, gây ô nhiễm môi trường, khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên hay chiến tranh sẽ để lại những hậu quả lâu dài. Có thể phải hàng trăm năm sau chúng mới xảy ra, và thảm họa có thể tồi tệ gấp cả trăm lần Bàn Kiều. Trung Quốc lần đầu nâng cảnh báo lũ quét lên mức cao nhất trong năm 2022. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!